Vào tối qua ngày 19 tháng 1, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quá trình truy vết, cơ quan chức năng xác định 5 ca dương tính liên quan đến người bệnh nhập cảnh, trong đó 3 ca F0 nhiễm Omicron đã công bố. Theo ông Châu, những trường hợp còn lại chờ kết quả giải trình tự gen. Tất cả đều được chuyển cách ly tại Bệnh viện Dã chiến 12 và hiện nay tình trạng đang ổn định. Ngoài ra, thành phố đã xác định 9 trường hợp F1 đang chờ kết quả PCR và giải trình tự gen virus. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC tiếp tục mở rộng điều tra các trường hợp đi chung chuyến bay, các trường hợp tiếp xúc gần. HCDC đề nghị hành khách đi trên 2 chuyến bay VN5409 từ Hàn Quốc đến Cam Ranh ngày 7 tháng 1 và VN1345 từ Cam Ranh đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 1 khai báo tại trạm y tế địa phương để được tư vấn và xét nghiệm. Đây là 2 chuyến bay có mặt người phụ nữ nhập cảnh liên quan 3 ca nhiễm Omicron cộng đồng vừa được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Người này hiện chưa có kết quả giải trình tự gen virus nên chưa khẳng định nhiễm Omicron. Tuy nhiên, 3 người tại thành phố Hồ Chí Minh đi ăn chung với người này đã được xác định nhiễm chủng mới. Tối 19 tháng 1, Bộ Y tế công bố thành phố Hồ Chí Minh thêm 38 ca Omicron, nâng tổng số ca nhiễm chủng mới tại thành phố lên 68 và tại Việt Nam lên 108 ca. Tuy nhiên, hiện thành phố Hồ Chí Minh chưa công bố dịch tễ 35 ca còn lại trong ngày, nên chưa rõ các ca này nhập cảnh hay lây cộng đồng.